Thời buổi mạt pháp này thì những người nào lớn tuổi thì biết rồi đó, cuộc sống càng ngày càng xuống dốc, đạo đức càng suy đồi, và khoa học tiến dùng dục những cái phương tiện hưởng thụ rất nhiều, mà Đức Phật đã nói hãy tinh thần hơn thì vật chất suy đồi, mà vật chất hơn thì tinh thần suy đồi. Cho nên thời buổi này người tu rất nhiều vì đau khổ, nhưng mà người chứng đắc thánh quả thì rất ít. Đức Phật nói cũng như là cái đất mà ở trên móng tay so với cái đất ở quả địa cầu, thì số người đông như đất ở quả địa cầu, số người đắc quả giống như đất ở trên móng tay. Thì chúng ta biết thời buổi này muốn đắc thánh quả rất khó, chỉ cầu mong người trời là mai phước lắm rồi. Thành ra chúng ta thấy người trời đó thì phải nhất niệm, tức là niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, chưa có vãng sanh được đâu. Cái này là còn ở nửa bốn đường ác, nửa bốn đường thiện, thì đúng ra không vãng sanh. Nhưng mà Phật Thích Ca của chúng ta quá từ bi, quá thương xót chúng ta, muốn rằng bất cứ người nào cũng vãng sanh được hết. Cho nên Ngài mới dạy chúng sanh thời sau này, nếu mà chưa được nhất niệm thì phải lập cái ban hộ niệm, và nhất là người khai thị. Thì vấn đề vãng sanh là một vấn đề phức tạp. Thành ra Đức Phật nói xá lợi há chút căn lành, nhân duyên phước đức mà thành đạo sao. Có người thấy vãng sanh mà lại không vãng sanh, có người tu ít không thấy không vãng sanh mà lại vãng sanh. Thì thiện căn là mình chịu niệm Phật, mình tha thiết cầu A Di Đà tiếp dẫn. Nhưng mà tha thiết là một việc, còn căn cơ mình quá tệ là một việc khác. Phước đức là ban hộ niệm, người ta đến giúp đỡ mình rất nhiều. Nhân duyên là gia đình có chịu cho mình vãng sanh hay không, ba cái đó đầy đủ thì mới vãng sanh được. Mà chúng ta biết rằng cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn khó hiểu, bủa lòng bác ái khắp trời, nói ra những pháp trong đời khó tin. Tôi nói thật, tôi không có tin pháp môn tịnh độ đâu, nói thật gì đó. Một pháp môn chỉ là gạt con nít thôi, theo cái hiểu biết của tôi. Nhưng sau này tôi nhờ duy thức, pháp môn tịnh độ khó hiểu lắm. Thành ra tôi bữa hôm qua đó là tôi muốn giảng về pháp môn tịnh độ cho quý vị. Mà thấy quý vị ngơ ngáo quá rồi, tôi thấy chắc quý vị không hiểu. Rồi để nay coi có thể giảng được không, tôi giảng đại khái. Cái pháp môn tịnh độ là pháp môn sát na, nó không nằm trong tam giới, nó do cái trí tuệ của A Di Đà tạo thành đó. Còn cái thế giới quý vị đang ở đây là do tư tưởng thiện ác của quý vị đã tạo thành đó. Mà tư tưởng thiện cũng là do giấy, chỉ có cái trí tuệ thôi. Mà trí tuệ thế giới sát na thì không có tướng, chỉ có cái hình dòng nước thôi. Quý vị ra ngoài sông, quý vị qua ngoài biển, quý vị nhìn cái biển nước chảy đó. Mà khi không có gió bắc phong, không có tham sân si đó, thì cái biển nó chảy một cách lặng lờ. Đó là cái dòng A Lại Da linh hồn của quý vị đấy, đó là thế giới tịnh độ đấy. Rồi khi có gió bắc phong tham sân si, có dinh nhục lợi hại thịnh si khen chê, thì cái gió này làm cho cái dòng nước biển nổi sóng. Nếu nổi sóng ác là do tư tưởng ác, nổi sóng thiện là do tư tưởng thiện của quý vị đã tạo nên. Còn cái dòng nước linh hồn đó, sát na này đó, nó vẫn trôi chảy, nó không có tướng. Mà khi có tướng thì kêu nó là sống. Thì thế giới này là thế giới quế độ, kêu là tam giới. Còn Phật Pháp Tạng Tỳ Kheo cũng lấy cái dòng nước đó tạo ra thế giới cực lạc bằng cái trí tuệ, cái lặng lẽ của Ngài. Thành ra thế giới của A Di Đà đó là thế giới hào quang, chứ không phải là bằng xương thịt. Thành ra chúng ta Phật A Di Đà mà đến tiếp dẫn người nào mà chúng ta thấy đó, chúng ta nhảy lên chụp cái chân này không có dính. Nó là thế giới hào quang, nó là thế giới xuyên suốt.
Thành ra khi ai già đến tiếp dẫn ai, quý vị coi ở dưới gạch không có bóng, còn chúng ta ngồi vậy dòm dưới gạch có bóng. Thành nói nó khó hiểu. Nhưng mà nếu học di thức, quý vị thấy là nhất là cái kinh Kim Cang: quá khứ đâm bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Thì đó là thế giới của chúng ta. Còn thế giới cực lạc là có cái hiện tiền, không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai, chỉ có cái dùng hào quang. Nhưng mà sở dĩ có hình tướng đó là do 48 lời nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo trong năm A Tăng Tỳ Kiếp mới tạo thành cái thế giới đó. Thành ra chúng ta thấy cái thế giới khó hiểu. Ai muốn hiểu thì phải ngồi thiền 7-8 tiếng, lặng lẽ đi sâu vào đó. Chừng nào qua nhị thiền, tam thiền thì mai ra có thể hiểu được. Nhị thiền là thế giới của quế độ, nhưng mà thân an, tâm hỷ, hoặc là tam thiền, thân lạc, tâm lạc. Cái tâm thanh tịnh này nếu mà có coi kinh, mai ra có thể hiểu được một phần nào của thế giới tịnh độ. Thì chúng ta thấy ông Đức Sơn đó là một vị thiền sư, tu hồi 7 tuổi. Thiền sư là tu theo thiền tông đấy. Mà ông nghe ông Long Đàm nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời, mà Phật phải tu tới 3 A Tăng Tỳ Kiếp, ông mới lên trên cái núi của Long Đàm ở đó. Ông tính phá cái ổ này. Ông lên cái núi cao quá, đi nửa chừng đói bụng quá, ông gặp cái bà lão bán quán. Bà lại nói: ngài đi đâu mà quải cái tù ti bự quá vậy? Nói: tôi quải kinh Kim Cang sớ xa do tôi giải thích. Tôi nghe nói đây có thiền sư Long Đàm nói là tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Tôi lên tôi phá cái ổ, phá Phật Pháp này. Ông là tay phá đạo. Tôi lên để hỏi ông: người ta tu phải quá khứ hiện tại vị lai ba A Tăng Tỳ Kiếp mà ông nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Thì bà lão nói: cụm dữ à. Thì thôi mời ngài vô, ngài muốn ăn cái gì? Nói: tôi đói bụng quá ngài. Bà lão: có cái gì đem ra hết đi. Bánh bao xíu mại là bánh mì, bất cứ cái gì đem ra đây. Trà, cà phê gì đem hết, tôi đói bụng. Bà lão nó có đủ hết. Ở đây là có đủ hết. Nhưng xin hỏi Đại Đức một câu. Nếu Đại Đức trả lời được đó, già này cúng dường. Còn Đại Đức trả lời không được mà mời Đại Đức ra khỏi quán. Ông Đức Sơn nói: bà hỏi gì hỏi mau đi, tôi đói bụng quá. Nói: già hỏi một câu thôi. Nghe nói là Đại Đức sớ giải kinh Kim Cang, mà kinh Kim Cang có nói quá khứ khứ tâm bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc. Mà Đại Đức nói lên đây điểm cái tâm. Xin hỏi Đại Đức điểm cái tâm nào? Tâm quá khứ hay tâm hiện tại hay tâm vị lai? Mà trong kinh Đại Đức sớ giải là không có tâm. Mà Đại Đức nói điểm tâm là tâm nào đấy? Ông Đức Sơn, ông chớ giới, ông vỗ trán. Ông suy nghĩ coi trả lời sao. Thì bà lão nói: nếu Đại Đức hiểu là hiểu liền, không hiểu thì thôi. Một phút nghĩ suy thì mấy bái ngàn dặm, mời Đại Đức ra khỏi quán. Trả lời không được. Quá khứ tâm bất khả đắc, ông đang giảng cái đó mà ông vô xin điểm tâm, mà điểm cái tâm nào mới được. Thành ra chúng ta thấy cái chỗ Phật Pháp với cái quá khứ tâm hiện tại vị lai là cái tâm của quế độ của chúng ta. Còn không có quá khứ hiện tại là cái tâm của tịnh độ. Thành ra chúng ta thấy trong kinh đó, khi mà đi cúng dường hoa mười phương chư Phật trở về kịp nửa con ngọ, chúng ta tưởng ở bển có độ. Trình độ nó khó hiểu lắm. Nó có bốn cách ăn. Một là đoàn thực, là chúng ta ăn có bánh mì, có xíu mại, có đồ này đồ kia, rồi ỉa ra có lọn. Thì nó kêu là đoàn thực. Đoàn là do tròn, hay là đoàn là cắt từ khúc. Còn cõi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền không có ăn, mà ăn bằng cảm giác hỷ lạc. Sơ thiền ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền định sanh hỷ lạc, tam thiền ly hỷ diệu lạc, chỉ ăn hỷ lạc thôi. Quý vị biết hỷ lạc không? Khi mà quý vị làm cái gì đó, quý vị mừng quá, quý vị no không có ăn nữa.
Chẳng hạn như mình nghe nói người mẹ mình sắp về Việt Nam thăm mình đợi bà, tới trường gặp bà đợi 7, 8, 9 tiếng, bà xuống máy bay mình ôm bà mình khóc, mình không thấy đói, mừng quá thì ăn bằng cái hỷ này. Đây là nó nói cái thô tháo đó. Còn nếu mà bị nhập định đó, niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm mà khỏi niệm Phật, tiếng niệm Phật đó, đó.